Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Bắc Bộ, khi mức nhiệt cao nhất ngày vẫn phổ biến từ 37 đến 39 độ. Nắng bắt đầu xuất hiện ngay từ sáng sớm và chỉ khoảng đến 9-10 giờ sáng thì hầu khắp các khu vực nhiệt độ đều đã đạt ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt cao trên 35 độ. Sau đó khoảng thời gian nắng và nóng gắt nhất sẽ tập trung từ 11 giờ đến 15 giờ chiều với mức nhiệt phổ biến từ 37-39 độ. Tâm điểm nắng nóng là thủ đô Hà Nội, Hòa Bình vẫn duy trì mức nhiệt cao trên 39 độ. Theo dự báo thì từ ngày mai 22 tháng 6 thì nắng nóng sẽ giảm dần. Như tại thủ đô Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ giảm xuống 4 độ so với ngày hôm nay. Sau đó do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm mai cho đến ngày 25 tháng 6, các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa dông diện rộng. Trong đó từ đêm ngày 22 tới ngày 24 tháng 6 sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to rất to và rải rác có dông. Sang đến ngày 25 tháng 6, mưa giảm về cường độ, chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Mưa xuất hiện nhiều khiến cho nền nhiệt giảm hẳn, trời chuyển dịu mát trước khi tăng nhiệt trở lại vào cuối tuần sau. Cũng tương tự như Bắc Bộ, Trung Bộ trong hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên hầu hết các khu vực trời vẫn có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-41 độ, có nơi trên 41 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất trong ngày chỉ từ 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10-19 giờ. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Đây cũng sẽ là ngày nắng nóng gay gắt nhất trong đợt nắng nóng này. Dự báo sang đến ngày 23 tháng 6, nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần. Riêng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong hai ngày 23 và ngày 24 tháng 6 cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác, trời giảm nhiệt. Sau đó từ ngày 25 tháng 6, nắng nóng quay trở lại. Tiếp tục với thời tiết khu vực phía Nam, gió mùa Tây Nam lại đang hoạt động mạnh trở lại, biểu hiện là mây đối lưu trên các vùng biển Cà Mau, Kiên Giang đang ngày càng đậm đặc hơn. Dưới tác động của gió mùa Tây Nam mạnh dần thì Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay mưa sẽ gia tăng. Khu vực Nam Bộ mưa xuất hiện nhiều hơn, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, còn Tây Nguyên thì diện mưa rải rác. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 29-31 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31-34 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-32 độ, nhiệt độ cao nhất từ 39-41 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 38-41 độ, có nơi trên 41 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 32-35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 38-41 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 38-41 độ, có nơi trên 41 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 37-40 độ, phía Nam từ 33-36 độ. Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, giữa phía đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Giữa phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.